Vượt qua gần 60 thí sinh trong đêm chung kết diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh tối ngày mùng 5 tháng 10, người đẹp Kitut Pomata Juliachit đến từ Indonesia đã đăng quang Miss Cosmo, Hoa hậu Hoàn Vũ quốc tế 2024. Tân Miss Cosmo 2024 năm nay 20 tuổi. Cô được đánh giá cao ngay từ khi cuộc thi mới bắt đầu và luôn nằm trong bảng dự đoán cho ngôi vị hoa hậu, không chỉ bởi nhan sắc mà còn ở sự năng động, thông minh và khả năng thuyết trình tiếng Anh giỏi. Điều đó được Kitut minh chứng trong phần thi thuyết trình đối đầu ở top 2 để tìm ra hoa hậu. Kitut hiện là sinh viên ngành thiết kế ứng dụng tại Học viện Thiết kế và Kinh doanh Bali ở Denpasar. Người đẹp gây ấn tượng với làn da bánh mật, chiều cao 1m74 và là gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang trong nước. Cô sở hữu nhiều tài lẻ như ca hát, vẽ, chơi vĩ cầm. Kitut còn là nhà hoạt động du lịch với mục đích bảo tồn văn hóa và cảnh quan thiên nhiên tại quê hương cô ở Bali. Thông qua đó, cô muốn cung cấp sự hiểu biết về tầm quan trọng của văn hóa dân tộc. Á à hậu Cosmo 2024 thuộc về người đẹp Thái Lan Kanrethai Tasbut đại diện Việt Nam Bùi Xuân Hạnh lọt vào top 5 cùng với đại diện của Mỹ và Peru. Miss Cosmo là cuộc thi sắc đẹp quốc tế do Việt Nam sáng lập và năm nay là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức. Cuộc thi quy tụ gần 60 thí sinh đại diện cho các quốc gia và vùng lãnh thổ. Trải qua gần một tháng, cuộc thi đã có những hoạt động ở nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Ninh Bình, Lâm Đồng, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, du lịch và văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.